Mưa mà sao không đem cái túi ở bên trong mà đem cái túi ở ngoài vậy? Trời ơi, tôi quên. Nhưng mà không sao đâu, tại vì túi này là túi ba lô vi tinh á. Mưa lớn à? Mưa xong tự nhiên nay mưa lớn dữ vậy trời. Trời ơi, biết sao mà tôi không đem cái ba lô ở bên trong không? Không biết là quên. Tự nhiên nãy đi về á, đi học về xong rồi cái quên mang cái ba lô. Tự nhiên mặc áo mưa xong mang cái ba lô ngoài luôn. Nhưng mà được cái là cái ba lô này nè, cái chống nước. Hàng gì? Thôi để tôi coi đồ đạc ở trong này coi làm sao nha. Để giờ dầm mưa cũng hơi lâu đó. Đây, tôi ướt lại tay tôi ướt nha. Điện thoại, khô rang, không một nước. Wow. Chưa? Ghê, đồ tài liệu của tôi. Bởi vậy lúc mà ông nói tôi đâu có hết hồn. Đây, khô rang ha, không có miếng nước nào hết. Ghê vậy trời. Đây, thí tọ chú tiền alo, nhìn rộng không, nhìn rộng không, nhìn nè. Nè nhìn nè, rồi vô đây nè, để trên này đi cho nó rõ. Khô rang, không còn miếng nướng nào nữa hết. Túi gì mà xịn như trời. Đây, giới thiệu nha, Vi Kinh mới vừa cho ra mắt một cái sản phẩm túi mới với chất liệu vải chống nước, cực kỳ tiện lợi cho người tiêu dùng. Vải như thế này, đi mưa quay ở ngoài cơn mưa đi kìa, cơn mưa nó lớn như vậy á, thấy chưa? Tôi đi ra ngoài cũng hơi bị lâu rồi, nhưng mà túi vũ một cái là sạch nước, không còn miếng nước nào hết, thấy chưa? Thiết kế hai màu đen đỏ cực kỳ đẹp ha, thiết kế hai màu đen đỏ đây rất là sang trọng. À, cái chỗ này là gập xuống nha, có thêm miếng nhung nhai, một miếng, hai miếng dọc ở đó, phần này. Đây, trên này là hai miếng ngang, khi mà mình đóng lại cái rồi tự động dính ha, nhẹ nhàng đơn giản. Dây kéo đây là dây kéo chống thấm. Đây, quay cái mặt dây kéo đi, dây kéo chống thấm. Một thiết kế chiều dọc ha, bình thường thấy dây kéo mình thấy thiết kế chiều ngang đúng không? Đúng. Nhưng mà dây kéo bên Vi Kinh là thiết kế chiều dọc. Đây là một trong những bản thiết kế rất là đẹp và rất là thời trang của bên Vi Kinh. Ngoài ra ở trong cái bản thiết kế mà nó chống thấm như thế này thì đường viền nó là một cái miếng dạ quang, thứ nhất là làm nổi bật cái phần dây kéo lên. Thứ hai là đi trong ban đêm á, nó cũng sẽ nổi cái ba lô của mình. Và cái thứ ba là nó sẽ làm một cái phần trang trí, không cắt tỉa rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp, sang trọng ha. Đó, nhìn đẹp không? Bình thường là vải chống thấm, mọi người cứ nghĩ đó là vải bi un hoặc bi un kê, những loại vải nhựa. Nhưng mà không, đối với Vi Kinh thì việc làm chất liệu vải, nhưng mà nó có phủ một lớp để mà nó chống thấm như thế này. Đây là chống thấm rất là cao cấp ha, như mọi người thấy đi mua rất là lớn, nhưng mà dụ một cái là nó đã sạch nước ở trên này rồi, rất là khô rang rồi. Đây là điểm đặc biệt. Còn nữa nha, cái dây kéo thì mình thấy cái đầu dây kéo không? Thấy. Nó có tác dụng gì vậy bạn? Đây, tác dụng của nó là thay vì mình cầm cái dây kéo sát chân này mình kéo, thì mình chỉ cần cầm dây kéo đơn giản, cái đầu dây kéo này nè. Được thiết kế vừa đẹp nha, vừa đơn giản nhưng mà tiện á, chỉ cần kéo nhẹ thôi. Đó, nó tạo độ dài cho cái phần cầm nắm, dễ dàng cầm nắm của mình với dây kéo. Cái này nó có bền không bà? Dây kéo này được thiết kế từ dây kéo IKK, một trong những hãng dây kéo rất là lớn. Nên là cái độ chắc chắn và độ bền của nó khỏi phải bàn ha. Không tin thì sợ cái loại dây kéo này đi. Ngoài chất liệu vải cao cấp thì ngay cả phụ kiện Vi Kinh cũng sử dụng những phụ kiện cao cấp đối với mặt hàng của mình. Đây, ba lô túi thì cực kỳ tiện lợi nha, cực kỳ tiện lợi. Đó, thấy dây kéo mướn chưa? Thấy kéo mướn thiệt chứ. Còn nữa nè, đây quai của mình là quai đeo đúng không? Ngoài quai đeo thì mình có thể sử dụng một số quai như là làm thành nó thành một cái ba lô để mình đeo phía sau như thế này ha. Để mình làm cho mọi người xem. Đây,
kéo cái dây này dài ra để mình làm thành cái ba lô ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ buộc cố định một phần bên này trước. Đây, buộc cái động phần bên này trước nha. Sau đó thì ở đây mình có một cái móc cài ở giữa nè, mình bỏ vào đây, rồi mình lại tiếp tục cài ở cái phần này lại. Vậy là mình đã có một cái ba lô hoàn chỉnh rồi ha. Rồi đó, mình tạo thành một cái dây ba lô đeo như thế này. À, vậy là mình mua được, mình được hai luôn á. Mua bột được hai luôn. Xong chưa? Ngoài ra thì bên mình, bên Vi Kinh đặc biệt, Vi Kinh xuất phát từ đồ bảo hộ lao động và đồ công năng, nên cái việc đầu tiên là Vi Kinh mang đến cho một sản phẩm, đó chính là cái sự tiện lợi của cái, của một trong những sản phẩm mà Vi Kinh mang lại. Điều tiện lợi ở cái ba lô này là cái gì? Ngoài cái tính năng chống thấm nước và cái phần dây kéo mà nó được thiết kế lạ như thế này, thì Vi Kinh còn có những cái thiết kế ở bên trong như phần này. Đây là phần nhung gai. Thường thường mọi người nghĩ là nhung gai thì mình sẽ dính lại cho nó dính thôi đúng không, nhưng mà Vi Kinh rất là cẩn thận may một cái nút dài như thế này để khi mà mình dài lại thì nó chắc chắn luôn và nó không không xuất ra cái phần miệng, cái phần miệng nước mà mình cài lại nó sẽ không dễ dàng bung ra. Vậy chưa? Chắc chắn ha. Cái này cũng vậy, rất là chắc chắn. Đây, còn đây là cái phần dây kéo. Đây, mỗi dây kéo đều treo một đầu dây kéo như thế này, vừa dễ dàng cho mình kéo dây kéo mà vừa làm được vật trang trí rất là đẹp ha. Ngoài ra thì mình có thể trang trí những cái phần như là phần cái móc cài, móc treo rất là đẹp ở đây cũng được, cũng để trang trí ha. Còn nữa nè, ở phần bên trong ba lô này thì có cái gì? Một lớp đệm, đây, cái lớp vải đệm. Vải bên trong là lớp lót nhưng mà cũng rất là đẹp, đẹp với cái màu đen ở bên ngoài ha. Rồi bên trong có một cái phần nhung gai. Đây là một cái túi mình đựng những cái đồ lặt vặt của mình ở chỗ này, và có miếng nhung gai dài lại như thế này. Còn ở phần bên trong này thì nó có một cái dây kéo. Dây kéo này ở bên trong và mình bỏ sản phẩm vào bên trong như thế này. Mình bỏ những cái tiền hay gì, những cái quý giá của mình ở bên trong như thế này, và mình kéo lại ha. Đây, vừa đi học vừa đi làm tiện lợi vô cùng. Có thể để vừa laptop ha, có thể để vừa laptop, ba lô, cái phần đệm này nè, nó có một miếng xốp, có một miếng xốp để mà chống sốc ở đây. Để mình lộn cho các bạn xem ha. Đây, đây là phần đệm, lớp đệm, lớp xốp đệm chống sốc ở đây ha, rất là tiện lợi cho mọi người luôn. Khi mà mình để ba lô mình cũng không cần sợ nó tưng tưng mà nó bị chống sốc ở đây. Nhưng mà tôi đã lộn cho mọi người thấy ha. Đây, mình lộn cho mọi người thấy cái lớp ở bên trong. Mặc dù là lớp vải trong nhưng mà Vi Kinh vẫn sử dụng một lớp lót rất là cao cấp đối với dòng sản phẩm này. Đây, đây là bên trong, đây là cái sự tinh tế của Vi Kinh. Thì thường thường nhãn tác Vi Kinh HB Vi Kinh sẽ bỏ vào bên trong của cái ba lô để cho làm một cái điều kinh tế đối với sản phẩm. Đây, sản phẩm của công ty ha, xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Kinh Việt Nam, có địa chỉ công ty, số điện thoại để cho mọi người tiện liên lạc ha. Rồi, rồi cho tôi hỏi, hai cái túi nhìn nhỏ gọn vậy mà sao mà tiện lợi đủ chức năng đó vậy trời? Túi này như tôi đã nói từ lúc đầu á, thì Vi Kinh là một trong những công ty chuyên về đồ bảo hộ lao động từ trước tới giờ, chuyên về đồ bảo hộ lao động và đồ công năng từ trước tới giờ, nên những sản phẩm mà công ty sản xuất ra, thứ nhất ngoại trừ nó được đẹp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì nó phải có rất là nhiều những cái công năng đặc biệt ở bên trong mà mình còn phải khám phá. Đây là cái túi xứng đáng để cho mọi người sẵn sàng mua đúng không ạ? Cái tính năng của chiếc túi này sẽ cực kỳ xứng đáng với số tiền mà mọi người bỏ ra, nên mọi người không cần phải lo lắng về chiếc túi này ha. Vậy chắc tôi phải nhờ bà đặt cho tôi một cái quá.
cái này đơn giản nè, hãy để những thông tin liên lạc của mình ở dưới comment để mà Viking có thể liên hệ với các bạn và phục vụ các bạn được nhanh chóng với sản phẩm như thế này ha. Ngoài ra thì Viking cũng có để thông tin của mình ở bên dưới, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với công ty Viking để mà nhận được chiếc túi này càng sớm càng tốt ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Như nãy giờ mình nói cũng có bao lâu rồi, nhưng mà chiếc túi hoàn toàn không còn một cái ngưỡng nào cả. Đây là một trong những loại vải chống thấm cực kỳ tốt. Xin cảm ơn mọi người ha.